Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Ursin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về ursin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần acid usodioxicolic tá dược vừa đủ một viên dạng bào chế viên nén công dụng làm tan sỏi mật cholesterol ở bệnh nhân có túi mật hoạt động sơ gan mật nguyên phát Cải thiện chức năng gan trong viêm gan mãn tính. Bảo vệ và phục hồi tế bào gan trước hoặc sau khi uống rượu. Khó tiêu, chán ăn do rối loạn ở đường mật. Hỗ trợ điều trị viêm túi mật, viêm đường dẫn mật. Cách dùng: Thuốc sử dụng đường uống, uống sau bữa ăn. Liều dùng: Điều trị sỏi túi mật cholesterol. Liều có tác dụng từ 5 đến 10 mg trên 1 kg mỗi ngày. Liều trung bình khuyến cáo là 7,5 mg trên 1 kg mỗi ngày ở những người có thể trạng trung bình. Đối với người béo phì, liều khuyên dùng là 10 mg trên 1 kg mỗi ngày, tùy theo thể trọng mà liều dùng từ 2 đến 3 viên mỗi ngày. Khuyên dùng uống một lần vào buổi tối hoặc chia thành 2 lần buổi sáng và buổi tối. Thời gian điều trị thông thường là 6 tháng. Tuy nhiên nếu sỏi có kích thước lớn hơn 1 cm thì thời gian điều trị có thể kéo dài đến 1 năm điều trị bệnh gan mật mãn tính. Liều điều trị từ 13 đến 15 mg trên 1 kg mỗi ngày. Nên bắt đầu từ liều 200 mg mỗi ngày, sau đó tăng liều theo bậc thang để đạt được liều điều trị tối ưu vào khoảng 4 đến 8 tuần điều trị. Trong trường hợp bệnh gan mật mắc phải do bệnh nhầy nhớt, liều điều trị tối ưu là 20 mg trên 1 kg mỗi ngày. Chia làm 2 lần, uống vào buổi sáng và buổi tối, uống cùng với bữa ăn. Chống chỉ định: Bệnh nhân dị ứng với axit ursodeoxycholic hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân bị nghẽn ống mật hoàn toàn, tác động lợi mật có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Bệnh nhân có sỏi mật canxi hóa cản quang. Bệnh nhân viêm cấp tính túi mật hoặc đường mật hoặc túi mật co bóp kém. Thường xuyên có cơn đau quặn mật. Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính. Bệnh nhân viêm kết tràng hay viêm ruột như bệnh Crohn. Bệnh nhân có vấn đề về gan hoặc ruột gây cản trở sự lưu thông của mật như tắc nghẽn ống mật, ứ mật ngoài gan, ứ mật trong gan, cắt bỏ một phần của ruột non. Bệnh nhân viêm gan cấp tính, mãn tính hoặc bệnh gan nặng. Phụ nữ có thai hay nghi ngờ có thai. Tác dụng phụ. Thường gặp. Rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, phân nhão. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Usin, đồng thời biết cách sử dụng Usin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham